Vì sao nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn du học tiếng Anh tại Philippines? Các bạn thường chơi đủ IELTS 6.0 để đi SDS, là diện visa không cần chứng minh tài chính tại Canada, thì việc học tiếng Anh một khóa tại Philippines sẽ giúp các bạn nâng bên IELTS, giảm chi phí học tiếng Anh tại Canada, đặt mục tiêu tiếng Anh nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ hồ sơ. Các bạn học sinh, sinh viên muốn đi du học Úc nhưng chưa có chứng chỉ tiếng Anh thì bắt buộc các bạn sẽ cần phải làm các bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường. Tuy nhiên thì một số bạn sẽ không vượt qua được bài kiểm tra tiếng Anh này, thì các bạn có thể đăng ký ngay chương trình tiếng Anh tại Philippines để cải thiện khả năng tiếng Anh đầu vào, đủ điều kiện nhập học cũng như là không làm gián đoạn lộ trình học tập của các bạn. Vì một số bạn muốn đi du học Mỹ mà tiếng Anh của các bạn lại chưa tốt nên các bạn sẽ gặp khó khăn trong cái việc thể hiện bản thân với việc trình bày với lãnh sự quán Mỹ. Hoặc thậm chí các bạn sẽ khó khăn trong cái việc mà xin E20 của trường, tại vì một số trường sẽ yêu cầu xét duyệt tiếng Anh đầu vào. Đối với những bạn mà muốn theo học ở hai quốc gia như là Anh hoặc là New Zealand thì một số trường họ sẽ yêu cầu du học sinh là phải có chứng chỉ tiếng Anh thì mới được chấp nhận thi nhập học. Nên là việc mà mình nâng cao trình độ thi các chứng chỉ tiếng Anh là điều cực kỳ quan trọng, giúp các bạn có thể theo học tại hai quốc gia này. Cùng New Way Education chinh phục mục tiêu du học tiếng Anh hiệu quả tại Philippines. Cơ sở vật chất hiện đại, có ký túc xá riêng. Du học sinh không cần quá lo lắng về vấn đề ăn, ở. Được đào tạo chuyên sâu 1:1 với giáo viên người Philippines. Kết hợp học nhóm nhỏ 1:4, 1:6 với bạn bè quốc tế từ khắp nơi trên thế giới. Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, lộ trình khoa học, thời gian học phân bổ hợp lý từ 8 tiếng trên một ngày tùy chương trình. Học tập kết hợp trải nghiệm du lịch, khám phá xứ sở nghìn đảo. Hình thức học linh hoạt trực tiếp tại Philippines hoặc trực tuyến từ Việt Nam. Đa dạng khóa học, luyện thi IELTS, khóa học tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh thương mại, TOEFL IBT, SAT tùy theo nhu cầu của bạn. Đặc biệt dựa vào kết quả đánh giá sơ bộ ban đầu, các trường sẽ cam kết đầu ra và đảm bảo giảng dạy theo lộ trình học như bạn mong muốn. Chương trình giảng dạy chất lượng có báo cáo và theo dõi sát sao trong quá trình học sinh theo học. Liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 6577 hoặc trang web newedu.vn để biết thêm thông tin chi tiết.